Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần ngữ pháp danh từ tí với ke. Đây là tính số lượng. Cái danh từ này có bao nhiêu cái? Bài này chúng ta ngữ pháp này chúng ta học bài số 6 giáo trình tiếng Hàn Seoul 1A. Sử dụng khi muốn đếm số lượng của đồ vật tùy theo chủng loại của đồ vật mà lựa chọn sử dụng ke, pieng, chan, krut hay những đơn vị tính khác. Sử dụng số thuần Hàn để đếm han tu se ne ta sớt yơ sớt il gốp yơ tơn áo hốp yơ. Thì khi chúng ta đếm số về số lượng thì đầu tiên chúng ta phải có danh từ đếm cái gì, xong đó số lượng bao nhiêu, xong đó đến đơn vị tính của cái đó là cái gì. Ví dụ như là pang han ge chuseo. Pang han ge tức là một cái bánh. Mekchu là bia, là đơn vị đem tính đó là bia. Tu đây là hai, đây là số lượng. Pieng đây là chai. Masoseo là tôi đã uống hai chai bia. Kobi se chan hago chusu tu chan chuseo. Tức là cho tôi ba cốc cà phê và hai cốc nước trái cây. Niang miên ne kurut chuseyo. Niang miên đây là miến lạnh. Ne kurut. Ne là bốn, kurut là bát. Chuseyo cho tôi bốn bát miến lạnh. Bố sát sớm. Bạn đã mua cái gì? Saqua tasot ke hago. Orenji yosot ke sát sớm. Tôi đã mua saqua tasot ke. Saqua là táo. Ta sớt là số 5, ke là quả, 5 quả táo và orange chi giờ sớt ke và 6 quả cam. Tôi đã mua 5 quả táo và 6 quả cam. Đấy các bạn, để chúng ta học tốt phần số này thì chúng ta về nhà chúng ta có thể là học thêm bài hát Com Se Mari, ba con gấu. Ngay cái tiêu đề bài hát là Com Se Mari, nó đã nói lên cách tính số lượng rồi. Cho nên các bạn sẽ tự nhiên tính, nó sẽ trở thành quen thuộc và dễ dàng hơn. Tiếp theo, cách sử dụng số đếm này, đó là danh từ, là cái loại mà chúng ta đem đi đếm, cộng với số thuần hàn, cộng với số lượng này ạ, cộng với từ chỉ đơn vị. Nhưng riêng 1, 2, 3, 4, đó là han, tu, se, ne. Thì chúng ta không dùng han hana tul set net bởi vì chúng ta có đơn vị tính nên chúng ta sử dụng thành han tu se ne. Ví dụ sawa hanake không dùng như thế này mà là dùng sawa hange. Bibimbap tul krut, thực tế tul đó là hai trong số đếm thuần hàn nhưng khi có đơn vị là krut thì chúng ta chỉ đọc là tu. Nâng chăng cô ấy ở trong tủ lạnh. Mẹc chu xét piềng. Xét là 3 trong số đếm thuần hàn. Nhưng khi có đơn vị tính thì đọc là C. Nết tương tự như vậy. Nết chan. Ô nul khơ nết chan bà sơ sơ. Hôm nay tôi đã uống 4 cốc cà phê nhưng không phải là nết chan mà là nê chan. Thì chúng ta chú ý sử dụng như vậy. Ngoài ra có rất nhiều đơn vị tính của những cái đơn vị khác thì chúng ta sẽ được học trong bài hoặc chúng ta sẽ hỏi thêm ở trong cái phần ôn tập hoặc luyện tập của trung tâm dành cho các bạn học 1A. Khi đó các bạn có thể hỏi thêm một số đơn vị tính hoặc các bạn có thể tự tìm tra Google hoặc là tra trên Naver để có thêm một số đơn vị tính của số lượng, ví dụ như là con, đơn vị tính con động vật. Ví dụ một con gà thì là thật han mari. Khi đó chúng ta có đơn vị được tính con là mari. Hoặc là tất một đôi chẳng hạn. Kille là đôi. Thì tất là yang man han kille. Yang man han kille thì chúng ta có thể dùng như vậy. Có rất nhiều đơn vị tính của Việt Nam cũng như Hàn Quốc. Ở ngoài 3, 4 cái đơn vị tính như thế này.
Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc seoul.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukuha sosimida. Bye bye.